Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tôi vui đầu mỗi đêm. Chiếu Cà Mau là thương hiệu nổi tiếng cả nước, không chỉ bởi bản vòng cổ lừng danh Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu do cố nghệ sĩ Út Trà Ôn thể hiện, mà chiếu ở đây được làm bằng thủ công với những bí quyết riêng để tạo nên những chiếc chiếu đẹp, bền. Chiếu Cà Mau chiếc xanh, chiếc đỏ, sông Cà Mau có ngõ, có nguồn. Cho dù nắng đổ mưa tuôn, chiếu này vẫn đẹp, vẫn vương vấn hoài. Từ bao đời nay, chiếu luôn gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam. Trải dài khắp dải đất hình chữ S có rất nhiều làng nghề dệt chiếu nổi tiếng, và Cà Mau là một trong những địa phương vẫn còn nhiều làng nghề chiếu truyền thống. Từ những bụi lát mọc hoang trên những bãi đầm, người dân Cà Mau làm nên những chiếc chiếu sắc sảo với họa tiết được dệt trực tiếp bằng những sợi lát nhuộm màu thủ công, chứ không in như một số loại chiếu khác. Lấy cảm hứng thiết kế từ nghề làm chiếu ở Cà Mau, nhà thiết kế Keiko Nguyễn Quốc Việt đã sáng tạo nên bộ trang phục dân tộc mang tên Chiếu Cà Mau, và sẽ được đương kim Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu mang đến đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss Universe lần thứ 71. Bộ trang phục được thiết kế theo form dáng áo dài Việt Nam. Chất liệu chủ đạo được nhà thiết kế sử dụng là lát, một chất liệu từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Từng sợi lát được dệt tỉ mỉ qua bàn tay tài hoa của những người thợ lành nghề, tạo nên những mảng chiếu. Phần thân áo trên được may từ chiếu với form dáng cổ áo dài nền nã, sử dụng kỹ thuật gã rập bọc viền. Những form 3D tạo ra những đường nếp mềm mại tôn lên vóc dáng cơ thể. Các họa tiết được đính kết tỉ mỉ tạo ra nhiều biểu tượng xen kẽ với nhau. Phần tay áo dài được kết điệu từ chữ Hán, đó là từ lộc, có ý nghĩa mong cầu sự tốt lành. Phần váy mang form dáng kiểu váy mullet, từng chiếc chiếu làm từ vải in được xếp lớp lên nhau tựa như hình ảnh mái nhà. Chiếc nón lá ở đỉnh đầu với họa tiết ngôi sao, biểu tượng của Miss Universe, là hình ảnh đại diện cho sức mạnh và ước mơ. Phần cánh phía sau được tạo dựng từ nhiều bó lát rực rỡ sắc màu, có hình dáng của một chiếc quạt đang xòe với ý nghĩa của sự đủ đầy. Mỗi bó lát có một màu sắc riêng, lại mang những tầng ý nghĩa khác nhau. Màu đỏ thể hiện sự may mắn, hạnh phúc và nhiệt huyết. Màu vàng tượng trưng cho sự tỏa sáng, hy vọng. Màu xanh mang ý nghĩa cho sự sinh sôi, phát triển. Còn màu tím tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ và sáng tạo. Với tất cả những ý nghĩa tốt đẹp nhất, bộ trang phục dân tộc Chiếu Cà Mau sẽ cùng với đương kim Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu lan tỏa những giá trị văn hóa sâu sắc về đất và người Việt Nam đến với khắp thế giới.